Nah, I lied. Hey, coi bộ là cao thủ nha. Công chừng kẻ đã tới phá khoa của chúng ta hay lắm. Lâu rồi chúng tôi không gặp cao thủ. Nè, hai người cũng đánh không lại một người, cô cần phụ không? Chuyện nhỏ thôi, làm sao dám làm phiền tới ông chứ. Cũng được. Nếu bản vẽ không sai, còn vài thước nữa có lẽ sẽ tới bức tường chính giữa kho vàng và mật thất. Chính giữa? Vậy tức là phải đào bên phải hay bên trái? Bên trái. À, để cho tôi, để cho tôi. Cứu người cũng liều mạng như vậy, không giống bà nghe bà nội. Ê trời, bây giờ kêu con coi tứ hay đào hang hả? Mau đào phụ đi. Em gạt anh, lúc nãy mọi người lén lút thập thò xù xì to nhỏ ở đây, không phải đang nói làm sao cứu người, mà là đang nói làm sao cứu kho vàng. Từ ra bên trái thông tới kho vàng có đúng không? Trời ơi, có phải không? Anh nghĩ nhiều quá rồi. Đương nhiên là cứu người, gạt anh hồi nào chứ. Anh không tin, lấy bản vẽ cho anh coi. Em nuốt rồi, làm sao cho anh coi? Em nhìn bọn họ đi, nếu không phải vì tiền, họ có liều mạng vậy không? Anh không đào nữa, bây giờ anh đi giúp Tam Bính. Tin em đi, mau đi đào đi. Trước giờ em nói cái gì anh cũng tin, nhưng mà lần này em gạt anh, anh thực sự đau lòng lắm. Dạ Lai Ca, anh đi rồi thì từ nay đừng về đây. Hey. Trời ơi, còn nói đợi một lát, đợi tới bây giờ cũng chưa về. Con à, con. Này. Con đi đâu vậy? Con tranh thủ đi cứu người. Lành, lần trước sao cái xác đùa chơi đủ sao? Thì ra là chỗ quen biết sao, vậy thì phải từ từ chơi rồi. Lần trước đánh chưa xong, lần này đánh luôn nữa hiệp sao? Xin lỗi nha, tôi đã tới trễ. Tới trễ trời hơn không tới. Chết. Không được bước tới. Không được bước tới. Không được bước tới. Không được bước tới. Anh đi cứu người, tôi lại cản đường. Có ai trong đó hay không? Có, chúng tôi. Chúng tôi đi. Mà cứu chúng tôi đi. Mà cứu chúng tôi đi. Hai người không sao chứ? Không sao. Tiểu Nhu đâu? Có thể Tiểu Nhu ở phòng cuối. Cả, tôi ra đằng sau cứu Tiểu Nhu. Anh nhất định phải cứu cổ ra. Tới đi.
Tiểu Nhu. Tiểu Nhu chạy đi. Cứu tờ giấy. 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 Nè, mọi người đào đường hầm cứu người sao? Phải. Bà cũng phụ một tay đi. Được. Đừng sợ, má tới cứu con. Nè, bà điên này tới đây làm gì vậy? Không biết. Thế rồi mặc kệ bà đi, tốt là đừng chia mỏng tiền của chúng ta thì được rồi. Thêm một người làm sẽ nhanh hơn. Làm nhanh lên. Làm nhanh lên. Má Tâm Bình, làm gì vậy? Mọi người không nghe được, con nó có nguy hiểm sao? Tôi phải cứu nó. Bà tới cứu con ơi. Anh Tâm Bính. Lần này chúng ta chết chắc rồi. Đã chỗ này thì xác định rồi. Không lẽ anh sợ hả? Nếu sợ tôi đã không vô đây. Các người muốn làm anh hùng sao? Chạy đi. Nếu các người chạy thoát, Kim Diệu Long này xách dép cho mấy người. Con ơi.